sinh thân mến, chào mừng các em đã trở lại với kênh cogiaoan học online miễn phí. Trong video hôm nay thì cô và các em sẽ chuyển sang một dạng bài tập mới của chương 3 này, đó là chương giải bài toán bằng cách là lập phương trình. Vậy thì các em thấy là trong thực tế thì mình có những cái đại lượng mà liên quan với nhau đúng không nào, thay đổi phụ thuộc lẫn nhau, và các em thấy là nếu như mình ký hiệu một đại lượng là x đã có thể biểu diễn những đại lượng còn lại dưới dạng một biểu thức của biến x đúng không nào. Chẳng hạn như trong vật lý thì ta có công thức là liên quan tới quãng đường, vận tốc và thời gian, đó là công thức gì nào các em có nhớ không nhỉ? Quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân với thời gian. S là ký hiệu của quãng đường, quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân thời gian. Quãng đường đơn vị là km, vận tốc đơn vị là km/h và thời gian sẽ là đơn vị giờ đúng không nào. Vậy thì nếu như cô ký hiệu một trong các đại lượng này là x, cô có thể viết được hai đại lượng còn lại dưới dạng một biểu thức của biến x. Vậy thì viết như thế nào thì các em cùng cô tìm hiểu ví dụ 1 trong sách giáo khoa nhé. Ví dụ 1, gọi x km/h sẽ là vận tốc của một ô tô, khi đó quãng đường ô tô đi được trong 5 giờ. Vậy các em thấy là ở đây mình có vận tốc đúng không nào? Vận tốc của mình sẽ là bằng x, đơn vị là km/h. Khi đó quãng đường ô tô đi được trong 5 giờ. Vậy thì mình có thể viết được công thức tính quãng đường đúng không nào? Quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân với thời gian. Và vận tốc của mình ở đây mình đã ký hiệu là x rồi, thì chỗ này mình sẽ được là x nhân với. Và thời gian ở đây là quãng đường đi được trong 5 giờ, tức là x nhân với 5. Và quãng đường đơn vị sẽ là km đúng không nào? X nhân 5 thì cũng là 5 nhân x thôi. Tiếp theo, thời gian để ô tô đi được quãng đường 100 km. Vậy từ công thức S bằng V nhân T thì ta sẽ có công thức T sẽ bằng S chia cho V đúng không nào? Và ở đây thì ta có là người ta cầu mình là tính thời gian ô tô đi được quãng đường 100 km thì quãng đường sẽ là 100. Và vận tốc mình đã ký hiệu là x rồi, thì chỗ này ta có thời gian mà ô tô đi được trong 100 km sẽ là 100 phần x. Và đơn vị ở đây là giờ đúng không nào? Đó, đó là ví dụ 1 trong sách giáo khoa cô đã phân tích cho các em rồi. Vậy thì bây giờ mình cũng hãy tự làm chấm hỏi đầu tiên nhé. Chấm hỏi 1. Đề bài của chấm hỏi 1 như sau. Giả sử hàng ngày bạn Tiến dành x phút để tập chạy, hãy viết biểu thức của biến x. Biểu thể của A, quãng đường Tiến chạy được trong x phút nếu chạy với vận tốc trung bình là 180 m/phút. Thì các em thấy là ở đây đơn vị của mình sẽ là vận tốc là m/phút đúng không nào? Vậy thì quãng đường phải theo đơn vị là mét và thời gian là theo đơn vị phút. Thì các em thấy chỗ này. Rồi, vậy thì cô cũng sẽ sử dụng công thức S bằng V nhân T. Vậy thì quãng đường Tiến chạy được trong x phút thì em có thể trả lời được đúng không nào? Quãng đường Tiến chạy được trong thời gian là x. Với vận tốc trung bình là 180, vận tốc trung bình bằng 180 m/s. Rồi, vậy thì các em cũng sẽ sử dụng công thức đúng không nào? Quãng đường S sẽ bằng V nhân T. V ở đây thì ta có là 180 nhân với thời gian, và đơn vị vận tốc là m/phút đúng không nào? Ở đây thì ta có thời gian là phút, vậy sẽ là 180 nhân với x. Và quãng đường ở đây thì ta sẽ theo đơn vị là mét. Được chưa nào các em? Rồi, đó là câu A. Vậy thì câu B thì sao nhỉ? Câu B, đề bài hỏi mình là tìm viết biểu thức, biểu thị vận tốc trung bình của Tiến, ở đây là tính theo km/h nhé, nếu trong x phút Tiến chạy được quãng đường là 4.500 m. Và ở đây những đơn vị này những đại lượng này chưa cùng đơn vị, ta phải đổi luôn nhé nào. Đổi nhé. Đầu tiên, thời gian là x phút, vậy thì ta phải đổi x phút thành đơn vị giờ đúng không nào? Tại vì người ta yêu cầu mình là x vận tốc trung bình tính theo đơn vị là km/h. Vậy x phút sẽ bằng 1 giờ thì có 60 phút, vậy x phút sẽ bằng x chia cho 60 giờ đúng không nào? Đó, đó là đầu tiên đơn vị về thời gian. Tiếp theo thì ta có là quãng đường là 4.500m thì các em cũng sẽ đổi 4.500m ra đơn vị km đúng không nào? 4.500m ra km thì ta được là 4,5 km. Và bây giờ thì những đại lượng này đã cùng đơn vị rồi, đơn vị là km/h đúng không nào? Vậy thì các em có thể viết được công thức tính vận tốc trung bình. Vậy thì ta trả lời câu B như sau: vận tốc trung bình của tiếng là rồi. Vận tốc từ công thức F bằng V nhân T ta sẽ có công thức là V sẽ bằng F cho T đúng không nào? F là quãng đường, và quãng đường ở đây ta có là 4,75 km chia cho T, T mình đã đổi ra rồi, đó là x chia cho 60. Rồi, vậy thì ở chỗ này các em có thể đổi được ra đúng không nào? Đổi 4,5 chia cho x phần 60, tức là ta lấy 4,5 nhân cho 60 phần x, và kết quả sẽ ra được là 270 phần x. Và đơn vị vận tốc ở đây của mình là km chia cho giờ được chưa nào? Đó, đó là chấm hỏi đầu tiên. Vậy thì chấm hỏi 2 ta sẽ làm như thế nào? Rồi, đề bài của chấm hỏi 2 gọi x là số tự nhiên có hai chữ số. Ví dụ ở đây ta có là x bằng 12. Hãy lập biểu thức biểu thị số tự nhiên có được bằng cách câu A viết thêm chữ số 5 vào bên trái số x. Vậy thì cô sẽ làm câu A nhé. Rồi, mình sẽ trả lời là biểu thức biểu thị số tự nhiên có được bằng cách viết thêm chữ số 5 vào bên trái. Vào bên trái số x là. Rồi, vậy thì các em đọc ví dụ ở đây, giả sử người ta cho ví dụ là x bằng 12 thì ở câu A nếu như ta viết thêm chữ số 5 vào bên trái chữ số x đang là 12 thì ta sẽ viết thêm là viết thêm chữ số 5 lần trước đúng không nào? Vậy thì sẽ thành là 512. Và có phải là 512 thì ta sẽ viết được là bằng 500 cộng với 12 đúng không nào? Và 12 là x thì 5 x thì cô sẽ viết được là bằng 500 và cộng với x đúng không nào? Thử với một số khác nhé. Ví dụ cô có x bằng 21. Nếu như cô thêm chữ số 5 vào trước cái số x này thì ta được là 521. Và 521 thì sẽ bằng là 500 cộng 21 đúng không nào? Và 21 ở đây sẽ là x. Vậy thì cô sẽ có được là 5x. Đó, đây là cô đang viết thêm chữ số 5 vào bên trái số x và sẽ viết được là bằng 500 cộng với x đúng không nào? Đó, đó là câu A. Vậy thì câu B em có thể trả lời tương tự. Biểu thức biểu thị số tự nhiên có được bằng cách viết thêm chữ số 5 vào bên phải số x. Biểu thức biểu thị số tự nhiên có được viết thêm chữ số 5. Vào bên phải số x. Là rồi, vậy thì viết chữ số 5 vào bên phải số x, người ta được là x5, viết dạng như thế này đúng không nào? Và sẽ bằng gì? Thì em thấy là trong sách họ có ví dụ là 12, thì họ sẽ viết ra được là viết thêm chữ số 5 vào bên phải đúng không nào? Bên phải số 12 thì 125 sẽ bằng 12 cộng 1, 12 nhân với 10 cộng 5 đúng không nào? 12 nhân 10 là 120, 120 cộng 5 là 125. Vậy đây nếu cô chọn số 20, 15 thì nếu viết thêm chữ số 5 vào bên phải số 25 thì ta sẽ được là 255. Và ở đây sẽ bằng là 25 nhân với 10 cộng với 5 đúng không nè? 25 nhân 10 là 250, 250 cộng với 5 là 255. Vậy ở đây thì ta có 25 này, 12 đây là biểu thị cho số x đúng không nè? X sẽ nhân với 10 cộng với 5 thì sẽ ra được là số x nhân với 5 đúng không nè? Rồi thì ta sẽ viết là x nhân với 10 cộng với 5 đúng không nè? Đó là chấm hỏi 2. Vậy thì vừa rồi thì cô đã hướng dẫn cho các em tìm hiểu về ví dụ 1 cũng như chấm hỏi 1 và chấm hỏi 2. Đó là của phần biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chữ ẩn. Thì các em có thể ghi tựa đề nhé. Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chữ ẩn. Phần 1 nhỏ thì cô và các em đã biểu diễn được rồi đúng không nào? Vậy thì ta sẽ vận dụng cái phần biểu diễn này để giải bài toán bằng cách là mình lập phương trình nhé. Hai nhỏ ví dụ về bài toán. Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình. Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình. Và đây là phần quan trọng ở trong bài này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang ví dụ 2 trong sách giáo khoa. Ví dụ 2 là một bài toán cổ mà trong phần mở đầu chương cô đã có nhắc rồi. Vậy thì bây giờ ta sẽ giải bài toán cổ này bằng cách là mình lập phương trình nhé. Rồi, bài toán cổ như sau: vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn 36 con, 100 chân chẵn. Vậy thì người ta hỏi mình là có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó. Ở đây thì trong ví dụ trong sách thì họ đã giải bằng cách là đầu tiên người ta sẽ gọi x là số gà đúng không nào? Ở đây thì các em thấy là đề bài hỏi mình có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con chó, thì mình sẽ đặt ẩn là theo cái câu hỏi của câu đề bài và từ đó thì mình sẽ giải ra được. Ở đây thì đề bài đã giải là gọi x là số gà. Vậy thì bây giờ cô sẽ thử gọi x là số chó, xem thử là mình có ra được giống kết quả với bài toán trong sách không nhé. Rồi. Vậy bây giờ trong sách đầu tiên người ta gọi x là số gà. Vậy thì ở đây tôi sẽ gọi x là số chó đúng không này? Rồi, vậy thì các em thấy ở đây là mình phải có điều kiện. Người ta điều kiện của mình đối với số chó thì chắc chắn là nó phải là số nguyên dương đúng không nào? Và các em thấy là trong đề bài người ta có 36 con, tức là tổng số gà và số chó là 36 con thì số chó sẽ không được lớn hơn là 36 đúng không nào? Vậy thì ở đây ta có điều kiện x phải là số nguyên dương nguyên dương thì các em có thể là x thuộc tập hợp số tự nhiên. X thuộc n sao cũng là số tự nhiên khác không, và điều kiện ta gọi đó là x phải bé hơn 36, tại vì tổng số gà và số chó là 36 con mà, đúng không? Rồi, vậy đó thì ở đây là trong sách người ta có cho mình là vậy số chân gà, thì một con gà sẽ có hai chân, đúng không nè? Vậy số chân gà sẽ là 2 nhân với x, nhưng ở đây ta gọi x là số chó thì cô cũng có thể tìm được là vậy số chân chó là con chó thì sẽ có 4 chân, đúng không nè? Một con chó là có 4 chân, và x con chó thì sẽ có 4 nhân với x chân, đúng không nè? Rồi, tiếp theo thì các em thấy là ta thấy là tổng số gà và số chó sẽ là 36. Ở cái câu là bó lại cho tròn 36 con, tức là tổng là 36, đúng không nè? Vậy thì số chó là x, vậy số gà là tổng là 36 mà số chó là x, thì số gà sẽ là 36 trừ x con gà, đúng không nè? Và các em cũng thể tìm được số chân gà là, một con gà thì cũng nói là có 2 chân, vậy thì 36 trừ x con gà sẽ là 2 nhân với 36 trừ x là số chân gà, đúng không nào? Và các em thấy là những đại lượng này, từ những đại lượng này thì ta có thể lập được một phương trình dựa vào câu là 100 chân chẵn, tức là tổng số chân gà và tổng số chân chó sẽ là 100 chân. Ở đây ta có số chân chó là 4x và số chân gà là 2 nhân với 36 trừ x, đúng không nào? Vậy thì ở đây các em có thể trả lời được là vậy tổng số chân gà và chân chó là 100. Nên ta sẽ lập được phương trình tổng, tức là cái cộng, đúng không nè? Vậy số chân chó sẽ là 4x thì cô sẽ có được là 4x cộng với số chân gà là 2 nhân với 36 trừ x, và tổng số chân là bằng 100. Và bây giờ việc của chúng ta đó là ta sẽ giải phương trình này tìm ra x, và x đó chính là số chân chó, đúng không nè? Nếu như x thỏa điều kiện mà ta đã đặt ra ở đầu bài, vậy thì bây giờ ta sẽ giải phương trình. Rồi, phương trình 4x nhân với 2 nhân 36 trừ x bằng 100 thì ta giải được, đúng không nè? Đầu tiên 4x cô viết lại. Rồi, 2 nhân 36, ở đây là nhân đơn thức với đa thức, đúng không nè? 2 nhân 36 là 72 trừ 2 nhân với x là 2x bằng 100. Rồi, vậy thì tương đương giải bài toán này thì các em sẽ chuyển những hạng tử có x về một vế và hàm số về một vế. Vậy đây bên trái ta đã có vế trái ta có x rồi, đúng nè. 4x trừ 2x là 2x bằng, ở đây thì cô sẽ chuyển hàm số qua, và thêm lưu ý cho cô là chuyển vế thì phải đổi dấu, 100 giữ nguyên này trừ 72, vậy thì tương đương 2x. 100 mà trừ cho 72 sẽ được bằng là 28, đúng không nè? 2x bằng 28. Để tìm x thì ta sẽ chia cả hai vế của phương trình này cho 2. 28 chia 2 thì được là 14. Vậy các em kiểm tra lại điều kiện của mình là x thuộc n sao và x bé hơn 36. Số nguyên dương, đúng không nào? 14 là số nguyên dương rồi, và 14 bé hơn 36 thì giá trị x này sẽ thỏa điều kiện. Thỏa điều kiện rồi thì đó chính là số chó, đúng không nào? Vậy số chó là 14 con, và người ta cũng hỏi mình là tìm số gà, đúng không nào? Và trả lời cho cô số gà là, vậy số gà là bao nhiêu? Các em thấy số gà sẽ bằng 36 trừ cho x, sẽ bằng 36 trừ cho 14, vậy sẽ ra được là 22, đúng không nào? Rồi, vậy thì sau khi làm xong thì các em kiểm tra thử là cách làm của cô và sách giáo khoa có ra đúng không nhé. Rồi, ở đây thì người ta gọi x là số gà với điều kiện x phải là số nguyên dương và nhỏ hơn 36. Khi đó số trên gà là 2x. Vì cả gà lẫn chó là 36 con, cho nên số con chó sẽ là 36 trừ x. Rồi, và số chân chó sẽ bằng 4 nhân với 36 trừ x, đúng nào? Vì một con chó là có 4 chân. Vậy 36 trừ x con chó sẽ là 4 nhân với 36 trừ x. Tổng số chân là 100, cho nên ta cũng sẽ lập được phương trình. Phương trình ở đây là 2x cộng với 4 nhân 36 trừ x bằng 100. Và giải phương trình này thì giải ra được là x bằng 22. Và x bằng 22 thì thỏa với yêu cầu là thỏa với điều kiện mà đặt ra ban đầu. Đó là x là số nguyên dương và x nhỏ hơn 36. Vậy ở đây thì ta sẽ nhận giá trị x bằng 22. Và ở trong sách giáo khoa, trong ví dụ đó thì người ta đã đặt là x là số gà, đúng không nào? Vậy ra số gà sẽ là 22 con. Và cách làm này của cô cũng ra số gà là 22 con. Rồi thì thay vào biểu thức là 36 trừ x thì ta tìm được số chó sẽ là 14 con. Và ở đây cách làm này của cô cũng sẽ ra được là số chó là 14 con, đúng không nào? Vậy thì cả hai cách nào cũng được. Quan trọng là các em có thể chọn tổng số như thế nào để phù hợp và thuận tiện hơn cho mình việc giải phương trình, đúng không nào? Đó. Vậy thì ở đây tóm tắt các bước bằng cách ta sẽ có một cái tóm tắt các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Cô và người ta đã làm đó là mình sẽ chọn ẩn số và đặt điều kiện chọn ẩn số, đúng không nào? Rồi, bước 1 nhé. Và bước 1 này tổng quát sẽ là bước lập phương trình. Rồi, về những cái bước này đã có trong sách thì cô sẽ viết tắt cho các em theo dõi nhé. Bước 1 gọi chung là bước lập phương trình. Bước đầu tiên trong cái bước 1 này đó là mình sẽ đặt ẩn số và đặt điều kiện thích hợp để cho ẩn số. Bước thứ hai thì ta sẽ biểu thị những cái đại lượng đại lượng đã biết cũng như đại lượng chưa biết dựa vào cái ẩn mình vừa mới tìm được, đúng không nào? Bước 3 thì ta sẽ lập phương trình, biểu thị mối liên hệ với các đại lượng đó, và tổng quát đó là bước lập phương trình, đúng không nào? Vậy thì sau khi ta đã lập phương trình rồi thì ta sẽ giải phương trình. Rồi, khi giải phương trình thì các em vận dụng những cái bài học trước mà chúng ta đã làm, đúng không nào? Giải phương trình bậc nhất một ẩn hay là những cái phương pháp chuyển vế hoặc là chia gì đó, nhân hoặc chia thì các em có thể vận dụng và giải được. Đồng thời thì các em có thể học qua rồi, đúng không nào? Giải phương trình chưa ẩn ở mỏ thì chúng ta cũng giải được thôi. Đó là bước giải phương trình. Bước thứ ba thì ta sau khi giải phương trình rồi thì ta sẽ kiểm tra xem cái giá trị đó, cái nghiệm đó có thỏa với điều kiện mà mình đặt ra ban đầu hay không. Nếu mà thỏa thì ta sẽ kết luận lại yêu cầu của đề bài, còn nếu không phải thì ta sẽ không nhận giá trị đó, đúng không nào? Vậy thì bước 3 kiểm tra so điều kiện, kiểm tra so với điều kiện. Và kết luận. Vậy cô sẽ nhắc lại một lần nữa về cái bước giải bài toán bằng cách lập phương trình nhé. Bước 1 gọi chung là bước lập phương trình. Trong bước 1 thì đầu tiên ta phải chọn ẩn, đúng không nào, và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn đó. Bước thứ hai thì ta sẽ biểu thị các đại lượng đã biết cũng như các đại lượng chưa biết dựa theo cái ẩn mà mình vừa mới đặt. Bước thứ ba thì ta ta sẽ đi lập phương trình biểu thị mối liên hệ với các đại lượng đó. Và bước thứ hai, sau khi lập được phương trình rồi ta sẽ đi giải phương trình, và cuối cùng là giải phương trình rồi ta sẽ kiểm tra xem kinh nghiệm mà mình vừa mới giải ra được có thỏa mãn với điều kiện mà ta đã đặt ra ban đầu hay không, và sau đó thì mình đi kết luận câu hỏi của đề bài, đúng không nào? Rồi, vậy thì đó là các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Trong chấm hỏi 2 sách giáo khoa thì người ta chấm hỏi 3, xin lỗi, thì đề bài còn mình là giải bài toán trong ví dụ 2 bằng cách chọn x là số chó. Cô đã thực hiện rồi đúng không nào? Vậy thì các em có thể tự làm lại nhé. Sau đó là kiểm tra kết quả với cô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang đi làm các bài tập để mình nắm rõ hơn về phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ qua làm các bài tập trong sách giáo khoa nhé. Lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị, ta sẽ được một phân số mới bằng 1/2. Tìm phân số ban đầu. Vậy thì đề bài này các em thấy là đề bài còn gọi là tìm phân số ban đầu, đúng không nào? Và một phân số thì sẽ có tử số và mẫu số. Vậy thì ở đây cô sẽ gọi một trong hai đại lượng đó là bằng x, và sau đó thì ta sẽ biểu thị những cái đại lượng còn lại cũng như là lập phương trình dựa theo những cái đại lượng đó, đúng không nào? Vậy thì ở đây các em thấy là các em có thể đặt x là tử số cũng được và đặt x là mẫu số cũng được. Vậy thì ở đây cô sẽ làm trường hợp là đặt x là mẫu số, và các em hãy thử làm cho cô trường hợp đặt x là tử số nhé. Vậy bước đầu tiên là chúng ta sẽ đi đặt ẩn, đúng không nào? Chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp của ẩn số. Vậy ở đây ta sẽ gọi x là mẫu số. Của phân số ban đầu. Rồi, tiếp theo đặt ẩn rồi thì ta phải đặt điều kiện để cho ẩn. Ở đây các em thấy là mẫu số thì luôn luôn là phải khác không, đúng không nào? Và tử mẫu phải là những số nguyên, và có là x là số nguyên là x phải khác không. Tại vì mẫu số thì không thể bằng không được, và phân số thì tử và mẫu đều là những số nguyên. Rồi tiếp theo thì ta sẽ biểu thị những cái biểu diễn cái đại lượng chưa biết theo cái ẩn mà mình vừa mới đặt. Vậy thì chúng ta phải dựa vào đề bài, đúng không nào? Mẫu số của một phân số sẽ lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Vậy cô đã có mẫu rồi thì cô có thể viết được tử số bằng một biểu thức dưới dạng là biểu thức của biên x, đúng không nào? Rồi, mẫu số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Vậy thì tử số của phân số ban đầu là bao nhiêu? Thì mẫu số lớn hơn tử số là 3 đơn vị, thì mẫu là x thì tử sẽ là x trừ cho 3, đúng không nào? Mẫu số lớn hơn tử số là 3 đơn vị. Cái này thì các em có thể suy luận ra được, đúng không nào? Rồi, đó là về phần tử số. Vậy thì bước tiếp theo ta sẽ lập phương trình biểu thị mối liên hệ giữa các đại lượng này. Vậy chúng ta phải đọc tiếp nè. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng 1/2. Vậy thì tiếp tục ta phải tăng tử và mẫu của nó lên 2 đơn vị, đúng không nào? Vậy thì tăng tử và mẫu của phân số ban đầu lên 2 đơn vị thì ta được phân số mới là. Phân số thì phải có tử và mẫu, đúng không nè? Vậy thì đọc lại với cô nè. tăng tử lên 2 đơn vị và tăng mẫu lên 2 đơn vị. Tử số của phân số ban đầu đó là x-3, tăng lên tức là mình sẽ cộng thêm 2 đơn vị đúng không nào? Vậy thì đây là tử số ban đầu này thì cô sẽ tăng thêm 2 đơn vị và cộng cho 2. Và đồng thời mẫu của phân số ban đầu cũng tăng lên 2 đơn vị. Mẫu số phân số ban đầu là x thì tăng 2 đơn vị thì cô được là x cộng 2 đúng không nào? Và phân số này thì cô có thể làm cộng phần tử được. x-3 thì cô có thể bỏ ngoặc đúng không nào? Thì trước mặt phải dấu cộng mình không cần phải đổi dấu. Vậy bỏ ngoặc thì ta được là x-3 cộng 2. Vậy thì x cô giữ nguyên này. -3 cộng 2 thì được là x-1 chia cho x cộng với 2 đúng không nào? Đó là cô đang biểu thị những cái đại lượng. Rồi, tiếp theo thì ta sẽ lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng thì ta tiếp tục đọc yêu cầu đề bài. Vậy nếu tăng cả tử và mẫu lên 2 đơn vị thì ta sẽ được một phân số mới bằng 1/2. Vậy phân số này sẽ bằng 1/2 đúng không nào? Vậy thì phân số mới bằng 1/2 nên ta sẽ có phương trình. Đây là phương số mới nếu tăng tử 2 đơn vị và tăng mẫu 2 đơn vị. Vậy thì ta sẽ có là x-1 chia cho x cộng với 2 đúng không nào? Và phân số mới này bằng 1/2 nên x-1 trên x cộng 2 sẽ bằng 1/2. Và tới đây thì các em đã lập được phương trình rồi. Bước thứ hai của mình để giải bài toán bằng cách lập phương trình đó là mình sẽ giải cái phương trình này đúng không nào, để tìm x. Và phương trình này là phương trình chứ ẩn là mẫu. Vậy thì các em nhớ lại về bài 5 đúng không nào? Để giải phương trình chứ ẩn là mẫu thì việc đầu tiên ta phải làm đó là phải nhớ đặt điều kiện để phân tích tồn tại. Điều kiện đó là mẫu thức phải khác không. Vậy ta có mẫu là x cộng 2 và 2. 2 đã là một số khác không rồi cho nên ta chỉ cần đặt điều kiện là x cộng 2 khác không. X cộng 2 khác không chuyển vế thì ta được là cộng chuyển qua là trừ. Vậy thì x khác -2. Tiếp theo ta sẽ thực hiện bước là quy đồng khử mẫu. Cô sẽ thực hiện chung một bước luôn. Và khử mẫu thì các em nhớ là mình sử dụng dấu suy ra chứ không phải là dấu tương đương nhé. Mẫu chung sẽ là 2 nhân với x cộng 2. Vậy thì phân thức thứ nhất chỉ mới có x cộng 2 thì cô phải nhân tử và mẫu với 2 đúng không nào? Tử là x-1 thì cô sẽ lấy 2 nhân với x-1 bằng. Phân thức bên này thì mẫu mới chỉ có 2, tức là thiếu x cộng 2 thì cô sẽ lấy tử nhân với x cộng 2. Tử là 1 nhân với x cộng 2. Và bây giờ thì ta sẽ đi giải phương trình này. Giải thì các em sử dụng dấu tương đương rồi, nhân vào 2 nhân x là 2x, 2 nhân -1 là -2, 1 và nhân với x cộng 2 sẽ bằng là x cộng 2 và tiếp tục chuyển vế và đổi dấu. Chuyển 2x ở giữ nguyên vế trái này, chuyển cộng x từ vế trái sang vế phải, chuyển vế thì đổi dấu thành -x, 2 ở vế phải giữ nguyên, trừ chuyển qua là cộng, này được là tương đương. 2x trừ x là có 1x bằng 2 cộng 2 là 4 đúng không nào? Vậy giải ra được x bằng 4 rồi thì chúng ta phải đi kiểm tra lại với điều kiện mình đã đặt ban đầu. Điều kiện của mình là x là số nguyên và x khác không thì 4 là một số nguyên rồi đúng không nào? Và chắc chắn khác không thì chỗ này x bằng 4 sẽ là điều kiện. Rồi, vậy thì giải ra được x thì ta có được mẫu số của phân số ban đầu rồi, và từ đó ta có thể suy ra được tử số của phân số ban đầu. Ta trả lời luôn là vậy. Người ta hỏi mình là phân số ban đầu là bao nhiêu đúng không em? Vậy phân số ban đầu là tử là bằng x trừ cho 3. Và x ta đã tìm được là bằng 4. Vậy lấy 4 trừ cho 3 thì sẽ được là 1. Mẫu chính là x. Vậy thì phân số ban đầu chính là 1/4 được không nào? Đó. Vậy thì qua bài này thì chúng ta sẽ nắm được lại các bước để giải một phương trình bằng giải bài toán mà cách là phương trình, cũng như là nhớ lại kiến thức về giải phương trình chưa ẩn mẫu. Bước đầu tiên ta sẽ làm đó là đặt ẩn và đặt điều kiện tích hợp cho ẩn đúng không nào? Bước thứ hai ta sẽ biểu thị các đại lượng đã biết cũng như chưa biết dựa theo cái ẩn đó. Bước thứ ba ta sẽ đi lập phương trình biểu thị mối liên hệ giữa các đại lượng. sau đó giải thành rình, so sánh với điều kiện và kết luận lại như thế nào. Thì chúng ta sẽ xây một bài mới để củng cố thêm những kiến thức nhé. Rồi, và tiếp theo bài 35. Cùng đọc đề bài với cô nè. Học kỳ 1, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp. Sang học kỳ 2 có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa. Do đó số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Và người ta hỏi mình là hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh. Vậy người ta hỏi gì thì thường mình sẽ đặt tổng dựa theo cái câu hỏi đó. Vậy thì ở đây cô sẽ gọi x là số học sinh của lớp 8A. Là nếu x là số học sinh của lớp 8A thì điều kiện của x là gì nhé. Rồi, vậy thì ở đây các em thấy là làm về số học sinh thì chắc chắn phải là x lớn, x là thuộc số tự nhiên đúng không nào? Khác không? X là số tự nhiên khác không? Vậy số học sinh không thể nào bằng 1/2 được đúng này, hoặc bằng 1/3 được, mà nó phải là số tự nhiên. Và số học sinh thì chắc chắn ở đây mình tìm thì phải lớn hơn không rồi, và sẽ kèm theo điều kiện. Ở đây là em thấy có điều kiện gì nè? Học kỳ 1 số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp thì không có điều kiện. Tiếp theo sang học kỳ 2 có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa thì chắc chắn là mình phải có số học sinh cả lớp phải lớn hơn 3 đúng không nào? Tại vì học kỳ 2 có 3 bạn phấn đấu để trở thành học sinh giỏi nè. Được chưa? Rồi đó là việc chọn ẩn và điều kiện. Bước thứ hai thì ta sẽ biểu thị, biểu diễn cái đại lượng chưa biết theo ẩn. Vậy thì biểu diễn như thế nào? Em thấy ở câu đầu tiên, học kỳ 1 số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp thì đã có thể lập được một cái biểu thức đúng không nè? Số học sinh giỏi của lớp 8A trong học kỳ 1 là. Rồi, số học sinh giỏi của lớp 8A trong học kỳ 1 sẽ bằng 1/8 số học sinh cả lớp. Vậy thì sẽ bằng 1/8 số học sinh cả lớp, đó là mình gọi là x rồi. Vậy thì chỗ này ta sẽ có được là số học sinh giỏi của lớp 8A trong học kỳ 1 sẽ là 1/8 nhân với x. Tiếp theo sang học kỳ 2 có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa. Do đó số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp, ta sẽ dựa vào điều kiện đó là số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Vậy thì số học sinh giỏi của lớp 8A trong học kỳ 2 là số học sinh giỏi trong học kỳ 2 sẽ bằng 20% số học sinh cả lớp, sẽ là 20% số học sinh cả lớp, tức là 20% của x. Thì mình gọi x là số học sinh cả lớp là đúng nè. 20% tức là 20/100 của x, và ta sẽ rút gọn 20/100 thì chia cả tử và mẫu cho 20 đúng nè. Vậy tử còn 1 phần mẫu còn 5 ra được là 1/5 của x. Vậy thì ta sẽ biểu thị xong các đại lượng đã biết cũng đại lượng chưa biết dựa theo cái ẩn đúng không nào? Vậy thì ta sẽ đi lập phương trình. Vậy thì dựa vào đâu để ta lập phương trình thì các em đọc lại dự kiện. Sang học kỳ 2 có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa. Vậy thì các em thấy là số học sinh giỏi của học kỳ 2 sẽ nhiều hơn số học sinh giỏi của học kỳ 1 là 3 bạn đúng không nào? Vậy thì các em có thể trình bày như sau. Vì số học sinh giỏi của lớp 8A trong học kỳ 2 nhiều hơn số học sinh giỏi trong học kỳ 1 là ba bạn hoặc là ba học sinh, nên ta sẽ có chương trình. Rồi, số học sinh giỏi của học kỳ 2 nhiều hơn số học sinh giỏi của học kỳ 1 là 3 bạn. Rồi ta sẽ có được chương trình. Đây là số học sinh giỏi của học kỳ 2 nè, nhiều hơn số học sinh giỏi của học kỳ 1. Học kỳ 1 là 1/8 nhân với x. Ta sẽ bằng là 3 đúng nè. Các em đọc lại và phân tích nhé. Sang học kỳ 2 có thêm 3 bạn phấn đấu nữa để trở thành học sinh giỏi, thì chắc chắn là sau học sinh giỏi học kỳ 2 sẽ nhiều hơn, và nhiều hơn người ta sẽ lấy cái nhiều trừ cái ít sẽ ra bằng 3 bạn đúng không nè. Và ta sẽ đi giải phương trình này. Phương trình này là phương trình có mẫu nhưng không có ở mẫu, cho nên ta không cần phải đặt điều kiện nhé. Và giải phương trình thì ta chỉ việc là quy đồng cử mẫu. Mẫu chung sẽ là 5 x 8 là 40 đúng không nào? Đó, thì các em sẽ ở đây nhân với 8 thì ta được là 8x, trừ 8 thì ta phải nhân với 5 thì được là 5x, bằng 3 nhân với 40 thì được là 120. Vậy thì tương đương với 8x trừ 5x thì sẽ được là 3x, bằng 120. Và giải được tìm x đúng không nào? Muốn tìm x thì ta sẽ chia cả hai vế của phương trình cho hệ số trước x, và ta chia cho 3. Vậy thì vế trái bằng x, 120 được chia 3 sẽ được là 40. Sau khi giải tìm x rồi thì nhớ kiểm tra lại điều kiện. Điều kiện của ta là x thuộc n sao và x lớn hơn 3. Vậy chắc chắn x bằng 40 là thỏa điều kiện rồi đúng không nào? Thỏa điều kiện thì chúng ta sẽ kết luận lại. Vậy số học sinh của lớp 8A là 40 học sinh đúng không ạ? Đó, vậy thì cô vừa mới giải xong cho các em một bài nữa về giải bài toán bằng cách lập phương trình. Các em xem lại nhé. Đầu tiên, ở đây đề bài hỏi mình tìm số học sinh cả lớp, ta sẽ gọi x là số học sinh cả lớp, đặt điều kiện của x, sau đó biểu thị các đại lượng chưa biết hay cái biến x đó, lập phương trình, giải phương trình, kiểm tra điều kiện và kết luận lại yêu cầu đề bài. Vậy thì còn một bài 36 của phần này nữa thì các em hãy tự làm, dừng video lại một chút tự làm và sau đó kiểm tra lại kết quả với cô nhé. Bài 36 trang 26 sách giáo khoa. Đây là bài toán nói về cuộc đời của nhà toán học Diophant, lấy trong Hợp tuyển Hy Lạp, cuốn sách gồm 46 bài toán về số, viết dưới dạng thơ trào phúng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đọc. Đầu tiên, thời thơ ấu của Diophant chiếm 1/6 cuộc đời. 1/12 cuộc đời tiếp theo là thời thanh niên sôi nổi. Thêm 1/7 cuộc đời nữa ông sống độc thân. Sau khi lập gia đình được 5 năm thì sinh một con trai, nhưng số mệnh chỉ cho con sống bằng nửa đời cha. Ông đã từ trần 4 năm sau khi con mất. Diophant sống bao nhiêu tuổi? Hãy tính cho ra. Vậy thì ở đây câu hỏi là gì nè? Diophant sống được bao nhiêu tuổi? Thì ta sẽ gọi x là số tuổi của Diophant đúng không nè? Thì ở đây cô sẽ trình bày nhé. Gọi x là số tuổi của Diophant. Vậy thì ta có điều kiện gì nào? Ở đây thì các em thấy là về số tuổi thì chắc chắn nó phải lớn hơn là một số tự nhiên lớn hơn không? Đúng không nè? X sẽ thuộc số tự nhiên hay không? Đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ không có thêm điều kiện nữa. Ở đây ta có thêm điều kiện là sau khi lập gia đình được 5 năm thì sinh một cậu con trai, thì chắc chắn là phải lớn hơn 5 rồi đúng không nào? Và ông đã từ trường 4 năm sau khi con mất. Tại đây thì ta sẽ có điều kiện là x phải lớn hơn 9. Thêm cho cô một điều kiện nhé. Và x phải lớn hơn 9 đúng không nào? Vậy lập gia đình 5 năm và từ trường 4 năm sau khi con mất mà. Rồi, vậy thì ta sẽ lập những cái chúng ta sẽ biểu diễn những đại lượng chưa biết dựa theo cái biến x mình vừa mới tìm được. Rồi, đầu tiên thời thơ ấu của Diophant chiếm 1/6 cuộc đời. Vậy thì ta sẽ có được là thời thơ ấu của Diophant là hơi thở áo chiếm 1/6 cuộc đời và cuộc đời là x5 đúng không ạ? Thì 1/6 của x. Tiếp theo 1/12 cuộc đời nữa, đó là thời thanh niên sôi nổi. Thì ta có thời thanh niên sôi nổi của Diophant là một phần 12 cuộc đời, tức là 1/12 của x đúng không nè? Rồi còn gì nữa? Thêm 1/7 cuộc đời nữa ông Sọc độc thân. Vậy thì thời gian độc thân là là 1/7 cuộc đời, tức là 1/7 của x đúng không nào? Rồi phân tích tiếp nào. Sau khi lập gia đình 5 năm thì sinh một con trai, nhưng số mệnh chỉ cho con được sống được nửa đời cha, và từ trường 4 năm sau khi con mất thì cô sẽ lập được một cái biểu thị cái đại lượng chưa biết đúng không nào? Vậy thì thời gian lập gia đình đến khi có con và con mất là cô sẽ gộp lại chung nhé. Thời gian lập gia đình đến khi có con và con mất là bao nhiêu? Thì đầu tiên là thời gian lập gia đình là 5 năm đúng không nè? Người ta nói là 5 cộng với con thì chỉ sống được có nửa đời cha. Vậy thì nửa tức là 1/2 đúng không nè? Đời cha là x thì con chỉ sống được một nửa, tức là 1/2 của x. Sau đó là từ trần 4 năm sau khi con mất. Vậy tới hôm nay là con mất rồi đúng không nè? Vậy thêm 4 năm nữa thì con sẽ từ trần. Vậy thì chỗ này cộng lại được thì ta có 4 + 5 là 9 cộng với 1/2x đúng không nè? Ở đây thì cô đã biểu thị những cái đại lượng chưa biết dựa theo biến x rồi, và bây giờ ta sẽ đi lọc phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Vậy thì người ta hỏi là Diophant sống bao nhiêu tuổi, thì các em thấy là tổng những cái khoảng thời gian này lại thì chắc chắn là bằng cái thời gian mà ông Diophant sống đúng không nè? Vậy thì ta có phương trình tổng thời gian. Đầu tiên là thời thơ ấu sẽ chiếm 1/6 cuộc đời, tức là 1/6 x nè, và đầu tiên là thời thơ ấu. Tiếp theo thời thanh niên sôi nổi chiếm 1/12. Vậy thì chỗ này cộng với 1/12 x là thời thanh niên sôi nổi. Tiếp theo tới khoảng thời gian độc thân là 1/7 x, và tiếp nữa đó là thời gian lập gia đình khi có con và con mất sẽ là 9 cộng với 1/2x. Và tổng tất cả những cái biểu thức này thì ta có chính xác là bằng cuộc đời của ông Diophant đúng không ạ? Và cả cuộc đời của ông Diophant sẽ sống được là x5. Và bây giờ thì ta sẽ đi giải phương trình này và tìm ra được giá trị của x đúng không ạ? Vậy thì để giải phương trình này thì các em trước hết phương trình này là phương trình không chứa ẩn ở mẫu, cho nên ta sẽ không đặt điều kiện. Vậy thì ở đây tất cả những cái giá trị có x thì cô sẽ đưa lại gần với nhau. Ta có 1/6x này cộng với 1/12x cộng với 1/7x cộng với 1/2x, và ở đây cộng x thì cô sẽ chuyển qua là trừ x luôn đúng không nè? Và cô sẽ chuyển hàm số sang bên còn lại. Ở đây lại có một hàm số nhất là cộng 9, để được là trừ 9. Và tất cả những cái này thì con có x chung, vậy thì cô sẽ đặt x ra ngoài. Thì trong này sẽ còn là 1/6 cộng với 1/12 cộng với 1/7 cộng với 1/2 trừ x, tức là trừ 1x, thì chỗ này cô sẽ còn là trừ 1 bằng trừ 9. Vậy thì tương đương. Các em có thể sử dụng máy tính để bấm cho cô những giá trị trong ngoặc nhé. 1/6 cộng 1/12 cộng 1/7 cộng với 1/2 trừ cho 1 thì sẽ ra được là trừ 3/28. X nhân trừ 3/28 thì cũng sẽ được là trừ 3/28 nhân với x bằng trừ 9. Và các em có thể xuống dòng thì sẽ cô hết bảng nhé. Và x sẽ bằng trừ 9 chia cho trừ 3/28, đúng không? X sẽ bằng 84. Và đã được x rồi thì các em nhớ kiểm tra lại điều kiện. Điều kiện của mình là x thuộc n sao và x lớn hơn 9. Vậy chắc chắn chỗ này sẽ thỏa điều kiện. Và câu hỏi của đề bài là Diophant sống bao nhiêu tuổi? Vậy thì ta có thể kết luận lại là vậy. Diophant sẽ sống được, đã sống được là 84 năm, đúng không ạ? Rồi, đó. Vậy thì ở bài này nó sẽ hơi phức tạp hơn vì có rất là nhiều đại lượng chưa biết, đúng không nè? Và ta sẽ biểu thị những cái đại lượng đó thông qua cái ẩn mà mình vừa mới đặt được. Và các em coi lại nhé. Rồi, vậy thì bài học hôm nay của chúng ta đó là giải bài toán bằng cách lập phương trình. Cô đã hướng dẫn cho các em xong rồi. Nếu mà có thắc mắc gì nữa thì hãy cứ hỏi cô và cô sẽ giải đáp cho các em nếu cô có thời gian nhé. Rồi, hẹn gặp lại các em trong những video lần sau. Nếu các em thấy video này hay, hữu ích thì hãy cho cô một like, share và đăng ký kênh giúp cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.